Bây giờ là trận đấu thứ 5 của trận công đài thứ 3 lô đài Mikati, thì lô đài Mikati thì 111 giữa Trương Hữu Trọng và Nguyễn Tấn Long. Hai bên đã cân bằng nhau 2 đều sau 4 set. Trận 5. Nguyễn Tấn Long có luôn. Số 2 trận đánh trận về rồi. 0-2. Hai một, phòng thủ rất là bình tĩnh. Hai đều. Quay nha, em xem quay nha.